Chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gửi đến quý anh chị một cái lô đất 367 có 40m mặt tiền đường nhựa, đường thông. Và lô đất này là view hồ nha quý anh chị. Đó thì đây là lô đất của mình. Đất mình đang trồng tiêu, rất là bằng phẳng. Có hệ thống tưới tự động này. Có điện nước đầy đủ luôn. Và lô đất này nằm ngay khu dân cư, thích hợp cho quý anh chị nào mà mua để mà nghỉ dưỡng, để mà đầu tư thì rất là ok ha. Thì sát bên lô đất của mình đó là có một cái căn nhà người ta đang làm một cái khu nghỉ dưỡng này đó. Ở đằng sau đây là một cái hồ. Hồ này là người ta gọi là hồ suối đôi. Ở bên đây thì là một cái nhà yến này đó, một cái nhà yến nha. Người ta đang làm một cái khu nghỉ dưỡng luôn đó, như quý anh chị đang thấy đây ha. Đây là một view hồ này. Bên kia thì người ta đang làm một cái trang trại ha. Và bên đây là một cái view người ta đang làm nghỉ dưỡng luôn ha. Thì cái phần hồ này là của quý anh chị luôn. Quý anh chị là có thể là sử dụng riêng cái hồ này đó, sử dụng riêng cái hồ này từ ngay chỗ cái mép bờ kia đi ra là của nhà nước đó. Quý anh chị có thể là sử dụng ở trong này và có thể là mình câu cá giải trí ở ngoài kia ha. Rất là đẹp. Một cái lô đất 367 hai sổ. Và em công khai giá bán ở đây luôn là 1.8 tỷ nha quý anh chị. 1.8 tỷ cho một cái lô đất view hồ, mặt tiền đường nhựa, khu dân cư ha. Xe máy của em chạy vào tận đất luôn nha quý anh chị. Không có cỏ, không có gì hết. Rất là đẹp. Xe của em chạy vào được nha mọi người. Đây, để em chạy qua này cho quý chị xem. Một lô đất rất là đẹp. Đang trồng tiêu. Mặt tiền đường nhựa ha. Thì quý anh chị nào mà quan tâm tới lô đất này á, thì liên hệ cho số điện thoại là 0935 72 12 72, gặp em để xem đất và thương lượng giá nha.